Chào mọi người quay lại với kênh Cyber Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với một cái tựa game nấu ăn khá là vui nhộn các bạn. Đó chính là cái tựa game Osushi. Và hiện tại thì cái tựa game này nó có phiên bản thứ hai rồi các bạn. Phiên bản này thì nó chỉ có màn hình đứng thôi, nó không có màn hình ngang. Và đây là hai nhân vật quen thuộc của chúng ta các bạn. Bếp trưởng của chúng ta đây, con rùa, và phụ bếp là con chồng hôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game các bạn. Chúng ta khám phá xem nó có cái gì mới hơn so với phiên bản trước không. Ồ, khách hàng đầu tiên của chúng ta đây các bạn, hình như là con cáo, tuna, cá hồi, và con này nó ăn sushi cuộn các bạn, maki. Ở cái game này hiện tại thì nó cho mình ba loại sushi các bạn, maki nè, nigiri và rankan. Maki là sushi cuộn, còn nigiri là sushi cái dạng giống như là từng miếng vậy các bạn, sẽ có một lớp cơm nè, hoặc là mình sẽ phủ lên wasabi và cá hoặc là hải sản. Còn cái rankan là giống như sushi cuộn, nhưng mà những cái trứng này kia thì mình sẽ chất lên phía trên các bạn, giống như là một cái chiến hạm vậy đó. Mình chỉ tìm hiểu sơ qua ba loại sushi này thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái món cho cái thực khách này nha các bạn. Và cái thực khách này muốn cái món cá hồi các bạn. Mình sử dụng cá hồi. Mình sẽ cho vô đây một ít cá hồi. Ở đây mình xem có cái gì đây. Cái này mình có là cái này nào như là cái avocado để cái này như là bơ các bạn. Cái này là đậu bắp nè. Cái này là dưa leo nè. Cái này là ớt. Mình sẽ cho lên một vài trái ớt để xem phản ứng của vị khách nó như thế nào. Sushi cuộn thì nó không có wasabi cho nên nó sẽ không cả. Cái này mình cắt luôn à? Chỉ vậy thôi à? Đơn giản vậy. Mình cắt sushi đây. Rồi. Đây là tới cái phần trang trí rồi các bạn. Đây là cái nhu cầu của khách hàng mình đây. Đây là cái trứng cá. Mình sẽ cho trứng cá lên. Cái này cái màn hình nó đứng các bạn, nó khá nhỏ. Để mình xem còn cái gì nữa không. Mấy cái này mình cũng mở khóa rồi. Mình cho một ít tương ớt lên đi các bạn. Hot là cho nó có hot một chút, cho nó cay. Để mình xem cái phản ứng. Ở cái này nó khóa rồi các bạn. Cái này thì mình chọn rồi, cái nó màu đen. Rồi, tạm thời chúng ta cho thực khách của chúng ta ăn như vậy thôi. Ồ, nó đổ ra bên ngoài khá là nhiều nè. Cầu hình cái sọ đầu nó bay bay lên nè các bạn thấy không. Ồ, cái này chắc cay dữ thần lắm đây. Nhìn khá là kích thích các bạn. Ôi trời ơi, ăn xong cái cảm giác nè. Các bạn thấy không? Phê, trời ơi phê. Rồi chúng ta có vị khách thứ hai rồi các bạn. Và chúng ta được 80 đồng rồi nè. Vị khách thứ hai thì ăn sushi, cái này là nigiri rồi, chắc chắn có con cá này rồi. Và để mình xem thôi mình có những cái loại cá nào nha. Cái này hình như là con cáo các bạn. Rồi, chúng ta ăn cái con cá xanh xanh giống như con cá ngừ. Đây rồi các bạn, đây là con cá, để mình coi cái hồ mình có con cá gì. Ồ, có con lương điện nữa nè. Ồ, có con cá này bây giờ đóng băng các bạn, mình chưa mới phá được. Có con sứa nữa nè. Cái đợt cập nhật này có con sứa nữa các bạn, có con sứa nữa nè. Con tôm nè, mấy con cá này thì quá quen thuộc rồi. Con này con gì đây các bạn? Con cá gì ngộ ngộ nè. Mấy con cá này thì mình chưa mở khóa được các bạn. Ở đây nữa nè. Mình xuống nữa coi, có con bạch tuộc quen thuộc này. Ồ, con cá bông bông nè. Con cá này thì quen nè, con cá này ở phần trước mình có nè. Còn có con trai nữa nè. Ồ, sâu xuống tuốt dưới luôn nè các bạn. Còn có con cá này là con cá mặt hề hơn cá. Ủa, con cá gì nè, mình quên mất rồi. Còn con cá này là con cá nó có bóng ở phía trước, có cái bóng đèn ở phía trước để nó nhử kẻ thù nè, mình quên tên mất. Còn đây là cái con gì ngộ ngộ nè, đây là giống như con tôm nè, giống này giống con cá lưỡi trâu nè các bạn. Cái này con cua nè. Ủa, con cá này thì ghê luôn nè. Còn con này nó ù quá trời cá luôn các bạn ơi. Ồ, cái bản cập nhật này nó có nhiều loại cá hơn các bạn. Và hình như cái khách của mình hồi nãy là cần con cá mới lội qua. Đâu rồi. Ừ, nó lội đây nè, mình sẽ bắt con này. Ồ, nguyên một bầy luôn, con cá nhỏ xíu rồi. Đó, mình sẽ bỏ phần đầu nữa các bạn. Ồ, con cá này không có xương. Con cá này không có xương. Đó, mình chẻ đôi nó luôn. Mình chắc nhỏ đi. Đó. Mình cũng rất là thích nấu ăn các bạn. Đó. Và có lẽ là thời gian tới là mình sẽ tăng cường những cái game nấu ăn nữa các bạn. Và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh mình. Rồi, chúng ta xong rồi các bạn. Đó, bếp trưởng của chúng ta đây. Úi, quá dữ luôn. Đây, cá của chúng ta xuống đây. Đó, và chúng ta ở dưới là cơm nè các bạn. Đó, thấy chưa, nó phủ lên, mình phải cho wasabi lên. Sushi này là phải có wasabi. Úi, sao mình không... đây nè các bạn. Đó, mình sẽ làm cho ông này một cuộn sushi. Ủa, một cái dĩa sushi thiệt là bự luôn.
Đó, thêm wasabi nữa. Mình gắt thêm ít hành lá nè. Mình cũng thích ăn hành nữa. Hành tây nè. Đó. Mình thêm cái, bây giờ mình khò lửa nè các bạn. Mình khò cho nó chín coi. Để mình đổi khẩu vị một chút. Ui, mình khò trên nè. Cho nó chín hành. Hành sống thì ăn nó sẽ hơi tanh. Đó. Rồi mình cho một chút nữa. Rồi mình cho wasabi vô nữa. Đó, wasabi lên. Mình làm trong này cái dĩa sushi cao nhồng luôn. Đó. Đó. Thêm cái này cái gì mình không biết cái gì đây. Này nó giống như mayonnaise các bạn. Rồi. Thêm một ít sushi wasabi nữa. Wasabi là nó cay lắm nha các bạn. Các bạn ăn không quen là nó sặc luôn á. Đó. Cái này chấm hải sản thì hết sảy luôn các bạn. Đó. Mình cho thêm wasabi nhiều nhiều để coi con khách này nó phản ứng thế nào. Đó, thêm một miếng nữa. Rồi, vậy được rồi các bạn, quá cao rồi. Ồ, cái dĩa sushi quá dữ. Con cá của chúng ta có chút xíu mà cắt ra bao nhiêu thịt biết bao nhiêu là thịt. Ồ, ông khách mình ông mừng kìa các bạn. Ồ, ăn một cái một luôn, cắn một cái một là xong luôn. Ồ, vậy mà không cay. Trời ơi, mình cho wasabi vậy mà không cay luôn. Ông này ông rất là thích thú. Mình được 120 đồng luôn các bạn. Đó, đâu cái món này thích khách rất là thích thú đây các bạn, nằm trong menu số 2. Đó. Rồi, chúng ta có vị khách thứ ba rồi các bạn. Đây là cái con khỉ nè. Đó, con khỉ thì nó ăn cái sushi gì đây? Cái sushi mà có cái mức này đây. Maki luôn các bạn, sushi cuộn. Để mình xem mình có những cái loại nào. Đây là cái menu nè. Menu các bạn, để mình xem cái gì nó quay quay như này đây. À, đây là chúng ta có những cái loại sushi nè, Orin nè, sushi nè. À, hình như là mình sẽ tích điểm mình mở khóa những cái thẻ này nè các bạn. Mình mở khóa những cái thẻ này thì nó sẽ mở khóa những cái con cá mà nó đóng băng lúc nãy các bạn nhớ không? Mình nghĩ là như vậy. Đó. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ chế biến sushi cho cái con khỉ này nha. Ô, con khỉ xanh nè. Maki sushi cuộn. À nãy nó mình quên mất. Khoan, để con ăn sushi cuộn mà sushi kiwi các bạn. Kiwi. Đó, đây là cơm nè. À, mình coi có chọn màu khác được không mà chọn. Ồ, vậy là bây giờ nó phải có ớt nè. Đó, mình cho nó ăn ớt nhiều nhiều đi. Ớt, ớt thiệt là ớt luôn các bạn. Ớt thiệt là nhiều ớt luôn, cái này là ớt không luôn. Rồi, đủ rồi các bạn. Nó không cho mình ấy nữa. Ồ, cái cuộn sushi ớt to đùng luôn nè. Đó. Ủa, sao còn cái cuốn luôn ta? Còn cái cuốn ớt luôn các bạn. Rồi. Đó. Mình bỏ nhiều quá trời mà nó đây nó có chút xíu nè. Hot. Ủa, vậy là con khỉ này thích ăn cay các bạn ơi. Mình cho thiệt là hot luôn. Ừ, còn cái gì nữa không? À, phải có kiwi nè. Yêu cầu của nó là phải có kiwi nè các bạn. Đó. Ừ. Mình cho hết cái lớp kiwi này luôn. Củ xanh luôn. Rồi mình làm cái mặt cười cho nó ngộ nghĩnh luôn nè các bạn. Cái này là cái gì? Kem à. Ồ, cái gì này? Ồ, là dễ thấy ghê quá. Ở đây thì khóa rồi các bạn. Ở đây mình có thể đổi cái màu của cuộn sushi nè. Thôi mình giữ nguyên cái màu luôn à, rồi. Ồ, nhìn khá là cay các bạn. Trời ơi, khối lên nghi ngút nè. Cái sọ đầu bay nè. Ồ, nó thích thú rồi các bạn. Con khỉ nó nhìn nó rất là thích thú. Ồ, ăn một cái luôn. Ngã họng ra một cái, đớp một cái là xong luôn. Không cay luôn. Ôi trời ơi, mình cho quá trời ớt luôn rồi, quá trời. Rồi. Rồi. Ôi, chúng ta có một vị khách nữa các bạn. Ồ, lần này là con heo các bạn. Vị khách của chúng ta là một con heo. Ồ, không biết đi đâu mà đổ mồ hôi nườm nượp kìa. Nhìn có vẻ rất là đói bụng. Và con heo này thì ăn sushi nigiri các bạn. Và ăn cá nữa, con heo này lại ăn cá các bạn. Đó, nó ăn con này nè. Đâu rồi cái con hồi nãy mình bắt. Ồ, một bầy luôn. Mình kiếm con bự bự coi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Mình mới thấy nó một bầy đâu rồi. Con này thì ở trên tầng nông. Bắt được nè. À, cá của mình đặc biệt là không có xương. Đó, mình xắt nhuyễn nhuyễn ra. À, có những cái clip các bạn mà coi những cái đầu bếp Nhật mà họ họ cắt cá họ làm sushi nhìn rất hấp dẫn luôn.
mà cái món cá sống này nhìn nó ngớ ngớn quá, mình không dám ăn. Đó, mình sẽ cho wasabi lên. Đó, rồi cho cá lên nè. Rồi wasabi nè. Cá nè. Rồi cho mình wasabi mà. Đó, mình phải ở trên này một chút rồi, mình đưa chuột lên trên này một chút mình mới cho nó xuống được. Rồi mình cho mình qua cho cá đi. Cho hành hành tây lên nè. Tiếp tục wasabi nè. Rồi cá nè. Wasabi tiếp nè. Thiệt là nhiều wasabi luôn, nãy giờ không có con nào bị cay hết ta. Mình cố tình mình bỏ thiệt nhiều wasabi luôn mà nó không cay, mình cho con này thì thiệt là cao luôn. Wasabi tiếp luôn, cá luôn nè. Ô còn cá. Con cá nhỏ xíu mà mình chất một dĩa đầy nhóc luôn rồi nè. Ở con cá này là con cá thật xanh hay sao? Ồ còn nữa nè. Rồi, ồ cái dĩa sushi khá là cao các bạn. Bưng không khéo là nó rớt luôn đó. Rồi. Cho thực khách của chúng ta rồi. Ồ, nhìn nó không hấp dẫn lắm các bạn, nhìn thấy ớn quá. Ôi trời ơi, nó mừng cái kìa các bạn. Các bạn nhìn cái biểu cảm của nó kìa. Ồ ăn một cái luôn. Cay không, cay không? Quá cay, quá cay, quá cay, quá cay các bạn ơi. Nó xỉu luôn rồi.